Xin chào quý vị, quay trở lại với bản tin FBNC Việt Nam. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang thanh tra hơn 30 ngân hàng thương mại cổ phần để tìm giải pháp giải tỏa vấn đề sở hữu chéo trong ngành ngân hàng. Thông tin được cập nhật từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình tại buổi họp báo của Hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á mới đây. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình, muốn xử lý sở hữu chéo, trước hết phải làm rõ vấn đề sở hữu trong từng ngân hàng. Hiện có hơn 30 ngân hàng thương mại cổ phần đang được Ngân hàng Nhà nước thanh tra, đánh giá tình hình tài chính. Đại diện Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng trong năm 2013 tới đây, hệ thống ngân hàng sẽ minh bạch hơn. Nhờ vào hàng loạt quy định mới có hiệu lực theo Ngân hàng Nhà nước, sở hữu chéo có thể tạo ra sự thiếu lành mạnh, thiếu minh bạch trong các ngân hàng, khiến cho các ngân hàng có thể gặp rủi ro khi hoạt động. Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị ổn định tài chính Đông Á tới đây, sở hữu chéo sẽ là một trong các nội dung được đưa ra thảo luận. Hội nghị cũng sẽ đề cập đến các chuẩn mực an toàn tài chính xung quanh các hoạt động ngân hàng, có tính chất ngân hàng nhưng lại được các định chế tài chính phi ngân hàng thực hiện. Thưa quý vị, theo các nhà đầu tư tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, Việt Nam có thể huy động từ 70 đến 80 tỷ đô la trong 10 năm tới nếu triển khai PPP theo thông lệ quốc tế về đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch. PPP là mô hình nhà nước cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng. Trong đó, nhà nước lập ra các tiêu chuẩn về dịch vụ. Sau khi dự án hoàn thành, tư nhân được khuyến khích cung cấp dịch vụ đó theo một cơ chế thanh toán nhất định. Mô hình PPP tại Việt Nam đã trải qua 2 năm thí điểm, với sự hỗ trợ về vốn của cộng đồng các nhà tài trợ là các định chế tài chính như World Bank, ADB, AFD. Tuy nhiên, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mô hình PPP còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế quản lý, nhiều quy định hiện nay lại chưa phù hợp với thực tế. Những khó khăn chung được nêu ra chủ yếu là mô hình đầu tư PPP chưa có nền tảng pháp lý đủ mạnh và hấp dẫn so với các mô hình đầu tư truyền thống. Điển hình như các quy định về tiêu chí chọn dự án, chọn nhà đầu tư, phân tích rủi ro và trách nhiệm quản lý, v.v. Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã lưu ý các cơ quan chuyên môn ưu tiên vốn cho các dự án PPP, đào tạo cán bộ chuyên gia và thuê tư vấn về mô hình này để đảm bảo khả năng thành công của dự án. Trong phiên thảo luận của Quốc hội ngày 20 tháng 11 về dự án luật khoa học công nghệ sửa đổi, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng dự án luật sửa đổi này cần phải có những thay đổi mang tính cách mạng hơn nữa mới có thể đưa hiện trạng khoa học công nghệ Việt Nam ra khỏi yếu kém. Với 1.600 tổ chức nghiên cứu, hai viện lớn, 400 trung tâm của bộ ngành và 40 trung tâm của các hội, nền khoa học công nghệ trong nước có quy mô khá lớn nhưng lại vắng bóng những sản phẩm mang tính cạnh tranh được tạo ra. Các đại biểu Quốc hội cho rằng điểm nghẽn chính khiến khoa học công nghệ kém phát triển chính là cơ chế tài chính, hay nói cụ thể là cách chi ngân sách và sử dụng ngân sách cho lĩnh vực này. Cụ thể phải mất 9 đến 15 tháng từ khi đề tài đề xuất đến khi có kinh phí với hàng loạt thủ tục khác nhau. Có ý kiến đại biểu cho rằng đó là chưa kể mức chi trả 50.000 đồng cho một trang nghiên cứu của giáo sư thì khó mà ngăn chặn được tình trạng chảy máu chất xám. Một đại biểu của Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường nhận xét, với mức chi 2% ngân sách nhà nước như là dự án luật sửa đổi thì khó đảm bảo khoa học công nghệ là quốc sách. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, luật khoa học công nghệ sửa đổi cần phải có những thay đổi mạnh mẽ, mang tính cách mạng rõ nét hơn như tạo cơ chế đặt hàng khoa học, ưu tiên tuyển và cấp đề tài cho doanh nghiệp chủ trì. Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh ông Trần Du Lịch đề nghị cần thay đổi phương thức sử dụng vốn cho khoa học công nghệ. Ông cho rằng không nên để nhà nước tài trợ ngân sách qua các quỹ để bộ ngành và địa phương chia nhau và cần tính đến giải pháp để huy động được 70% nguồn lực cho khoa học công nghệ từ xã hội và 30% từ nhà nước, chứ không phải ngược lại như hiện nay. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam vẫn đang được mở rộng quy mô và hình thức đào tạo qua hàng năm. Thế nhưng chất lượng nhân lực và những cá nhân làm nên đột phá của ngành thì vẫn còn eo uột. Việt Nam không có những cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thành tựu ngay khi còn trong bậc đại học như các nước trên thế giới. Nhân hội nghị khởi nghiệp BTIC 2012 vừa diễn ra hôm 20 tháng 11, FBNC đã có những trao đổi cùng chuyên gia trong và ngoài nước về nguyên nhân và giải pháp cho hiện trạng này. Theo thống kê của sách trắng công nghệ thông tin Việt Nam 2012, tính đến năm 2011, cả nước có 290 trường đại học và cao đẳng đào tạo ngành công nghệ thông tin truyền thông. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm đã gần 65.000 người. Chỉ trong năm 2011, đã có gần 42.000 sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong số nhân lực này, vẫn còn thiếu các cá nhân đột phá, có thành tựu, gây dấu ấn mạnh ngay từ giai đoạn sinh viên lẫn khi lập nghiệp. Không ít chuyên gia nhận định, chính nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành còn thiếu, chứ chưa nói tới nhân tố có đột phá nổi bật. Tức là nguồn lực chúng ta bắt đầu thiếu khi mà công nghệ thông tin nó đi vào chiều sâu hơn, đầu tư sâu hơn, những công nghệ cao hơn, tiên tiến hơn thì chúng ta lại không bắt kịp.
Như vậy chúng ta cần phải xem xét lại cái nguồn nhân lực cho cái lĩnh vực này. Thực sự là đang thiếu rất nghiêm trọng. Ở góc độ của doanh nghiệp, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và hiện là CEO của công ty VNG nhận xét, nhân lực của ngành công nghệ thông tin Việt Nam có tiềm năng nhưng lại thiếu các yếu tố đầu tư để có thể phát huy. Chất lượng nhân sự của ngành công nghệ thông tin Việt Nam thì có thể đánh giá chung một chữ là có tiềm năng nhưng mà cần phải có rất là nhiều thời gian và công sức để phát triển. Thì tiềm năng ở chỗ là thứ nhất là một số các cái nền tảng cơ bản, ví dụ như là cái niềm đam mê này, khả năng tiếp cận với lại cái kiến thức với lại công nghệ mới, cũng như là cái gọi là nôm na là mình cũng hay tự hào mình nói là người Việt Nam mình là tương đối là thông minh. Nhưng mà để có thể những cái tiềm năng đó trở thành một cái nguồn lực thực sự thì sẽ phải cần rất là nhiều đầu tư để đào tạo, làm cho cái nguồn nhân lực này có kinh nghiệm và thực sự nắm bắt được những cái kỹ năng cũng như là cái cách thức làm việc của các cái công ty công nghệ trên thế giới. Ông Jamin Moledina, cựu chủ tịch hiệp hội các nhà phát triển game quốc tế gợi ý, giải pháp hợp lý để thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam hiện nay là nên nắm bắt thời cơ về thị trường, chứ không nhất thiết tạo ra một sản phẩm nào hoàn toàn mới. Khi bắt đầu khởi nghiệp thì bạn nên nắm bắt thời cơ thật tốt, phải nắm rõ tình hình thị trường, những sản phẩm nào đang hút khách để có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cho khách hàng. Bạn phải tin là mỗi người đều có một điều gì đó đặc biệt, tạo nên sự khác biệt, nên hãy tận dụng nó. Ngoài ra không phải khởi nghiệp thành công là cần phát minh ra những thứ thật vĩ đại. Hãy tận dụng những thành tựu có sẵn và chỉ cần mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng. Ngoài ra, để cho các dự án của sinh viên ngành công nghệ thông tin thành hiện thực và giúp cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin trong nước có bước khởi đầu thuận lợi, cần có những cơ chế hỗ trợ đặc biệt. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Văn Lạng, thì mô hình vườn ươm doanh nghiệp là giải pháp hợp lý. Cái mà chúng ta cần nhất tức là làm thế nào để có công nghệ nguồn, công nghệ lõi do chính người Việt Nam tạo ra. Mà muốn vậy thì phải tổ chức các cái trung tâm ươm tạo công nghệ hoặc ươm tạo doanh nghiệp. Và lúc đó nhà nước sẽ đặt hàng hoặc các tổng công ty, các tập đoàn sẽ đặt hàng và nhà nước sẽ có những chính sách về hỗ trợ tài chính, hỗ trợ về pháp lý, hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực và giúp cho họ thương mại hóa các sản phẩm của họ, của những cái nhóm như vậy. Và có cách làm như vậy thì chúng ta sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, hàng vạn những doanh nghiệp mà ở trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin sắp tới. Hiện nay, mô hình vườn ươm doanh nghiệp đang được các địa phương quan tâm. Khu công nghệ cao Hòa Lạc hiện đang tổ chức một vườn ươm với quy mô hỗ trợ cho 100 nhóm dự án. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập vườn ươm doanh nghiệp từ năm 2006. Gần đây nhất, Becamex IDC cũng vừa thành lập trung tâm sáng tạo công nghệ, bao gồm hoạt động ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin với quy mô hỗ trợ cho 25 dự án đặt tại Bình Dương. Mời quý vị cùng đến với một thông tin tiếp theo. Sau khi bắt đầu thí điểm hoàn thuế VAT cho khách nước ngoài từ giữa tháng 7 đến nay, đã có khoảng 3,1 tỷ đồng được hoàn trả cho du khách đã mua hàng tại Việt Nam khi xuất cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tính đến trung tuần tháng 11 này, lượng khách được hoàn thuế VAT qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất là 860 người với tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng. Con số này như vậy vẫn còn khiêm tốn so với khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay Tân Sơn Nhất hàng tháng. Những mặt hàng chủ yếu được hoàn thuế gồm giày dép, quần áo, túi xách. Theo thông tin được Tổng cục Thuế cập nhật, đến nay cả nước mới có 44 doanh nghiệp đăng ký bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó Hà Nội có 14 doanh nghiệp, còn Thành phố Hồ Chí Minh có 30 doanh nghiệp. Đa số là các doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ sản phẩm nằm ở các quận trung tâm thành phố. Để được hoàn thuế, du khách phải có hóa đơn mua hàng được hoàn thuế với giá trị hàng hóa tối thiểu là 2 triệu đồng. Số tiền được hoàn lại bằng 85% tổng số tiền thuế VAT. Chương trình hoàn thuế VAT được thí điểm ở hai cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ tháng 7 năm nay đến hết tháng 6 năm 2014. Và tiếp theo xin được điểm qua những thông tin đáng chú ý khác trong phần cuối của bản tin. Bất động sản có khả năng phục hồi trong giữa năm 2013 hay không? Cá tra Việt Nam đạt chứng chỉ sản xuất bền vững ASC.